Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn về đập hộp máy xúc đến từ cái hãng của Kobeco, đó chính là con Kobeco SK75SR-7 phiên bản đời 2020 này. Thì con này mới xuất xưởng tháng 2 năm 2020, đang nằm tại Chiba của Nhật Bản. Đây là được một con máy được công ty mang về và sử dụng. Thì vì nó là dòng máy xúc đập hộp mới 100% nên là tất cả cái gì cũng đều mới và đều ngon cả. Thì bây giờ mình sẽ điểm danh để xem cái dòng Kobeco đập hộp này nó có cái những ưu điểm và nó có cái điểm gì khác biệt. Thì trong màn ảnh nhỏ của các bạn đây chính là con Kobeco SK75SR-7 phiên bản đời mới nhất hiện nay. Con Kobeco này nó bề ngang nó rộng khoảng 2m3 các bạn ạ. Đây, bề ngang giữa hai lòng xích này nó khoảng 2m3. Ở đây các bạn thể nhìn thấy không? Tất cả là còn nguyên một màu sơn. Đấy. Bề rộng nó là 2m3 thì cái bề dài của cái chiều xích con này là 2m830. Đấy. Con này có chiều cao khoảng 2m560. Đấy, 2m560. Đây các bạn có thể nhìn thấy không? Máy mới xuất xưởng nên là tất cả đều mới tinh. Chỉ còn xoay được gương. Đây logo SK75SR. Con này vì con này là cái dòng SR nên là cái đối trọng của con này là luôn quay trong xích các bạn nha. Đấy, quay đối trọng của con này luôn luôn quay ở trong xích. Đây các bạn có thể để ý không? Từ dàn gầm, dàn len ủi đều mới cả. Máy 100% mà bảo không mới thì làm sao được, đúng không ạ? Con này sở hữu cái guốc gắn cao su giúp mình có thể di chuyển trên đường nhựa hay là đường nào cũng được, nhưng nó di chuyển tốt hơn ở trên những cái đường giúp lưu thông tốt hơn. Đây chính là con 75SR mà trong màn nhỏ của các bạn. Con đây, con này thì vì dòng máy nhỏ nên nó chỉ sử dụng một xi lanh nâng. Đấy, cái dòng 100 trở lên thì nó mới có hai con xi lanh các bạn ạ. Tất cả các tio đang đều được bọc giấy bạc các bạn này. Đấy. Con này đây cho các bạn cùng xem, đây là cái phần tem nhôm của con này. Đây tem nhôm ghi là Kobeco, nhãn hiệu SK75SR-7. Tháng sản xuất tháng 2 năm 2020. Đấy, con này tức là con này mới sản xuất tháng 2 năm 2020. Đấy. Ở đây là số khung số máy dàn gầm của nó đây các bạn này. Đấy. Tất cả đều đẹp. Các con Kobeco này ấy, thì là một cái dòng máy đang được rất là ưa chuộng ở Việt Nam mình rồi. Không phải bàn cãi là nhiều về cái tốc độ và sự linh hoạt của nó, mà nhất là những cái dòng máy mới như thế này thì càng hướng các bạn ra. Đây mình có thể mở ra mọi người nhìn thấy gầm bên trong không? Đấy, chỉ có một gọi là một lớp bụi thôi. Đấy. Con này đâu đó có giá tính tiền Việt Nam khoảng 1,8 tỷ các bạn nha. Đấy, 1,8 tỷ đồng cho một con máy mới 100% này. Thì hiện tại Việt Nam mình thì cũng chưa sử dụng con này đâu, vì con này nó cũng mới sản xuất. Con Kobeco SK75SR này sở hữu dung tích gầu khoảng 0,35 m³ các bạn nhé. Đấy, sở hữu khung khoảng 0,35 m³. Thì ở cái con này thì nó lại không có bơm mỡ tự động các bạn nhé. Đấy, con này thì phải bơm mỡ bằng tay. Đấy, không có bơm mỡ tự động. Đây là một cái nắp hông bên này. Cái nắp hông bên này chính là chứa những cái van đổ tay chai. Đấy, đây có những cái van đổ tay chai ở bên này các bạn này. Đấy, đấy tại sao là dòng máy Nhật bao giờ nó cũng có cái van đổ tay chai không như dòng máy Hàn. Ở các dòng máy Hàn thì nó sẽ có cái van đổ tay chai. Đấy, máy Nhật. Các nắp ở bên hông đây, giúp mình có thể dễ dàng kiểm tra quan sát động cơ như vừa vặn. Đây là chính là hệ thống thủy lực của con này. Con này sử dụng bơm piston có thể thay đổi được cộng với một bơm bánh răng các bạn nhé. Con này nó tối đa lưu lượng xả khoảng 2 × 72 lít/phút các bạn nhé. Đấy, đây chính là cái bơm thủy lực của con này. Đây là bơm piston. Đấy. Tốc độ rất là lớn, rất là đẹp đúng không ạ? Còn nguyên dấu của các nhà sản xuất. Nắp đóng rất là tiện, giúp cho mình có thể mở ra để quan sát được máy móc của mình bị chảy dầu, chảy mỡ hay là không. Đấy, các tio đều được bọc và được bảo vệ cẩn thận. Đây. Đây, mới, rất là mới luôn.
con này thì các bạn có thể để ý không? Đó, cái lỗ nhỏ nhỏ này chính là cái cam đấy ạ. Đấy, nhiều người không biết lại rất là cái dấu gì. Con này có hệ thống cam 360 độ các bạn nhé. 360 độ tức là rất là nhiều cam, cam bên hông, trước, đằng sau, trên nóc nữa đấy. Đây là con cam bên sau. Đây chính là động cơ của Covéco SK75FR có đầy đủ turbo. Thì con này đang sử dụng động cơ Yanma 4TNV98, sử dụng động cơ diesel 4 thì làm mát bằng chất lỏng phun trực tiếp đấy. À, được tăng áp với bộ nạp các bạn nha. À, con này đạt công suất khoảng 53,7 mã lực, tương đương với khoảng 2.100 vòng trên phút các bạn nha. Đấy, đây chính là động cơ này, động cơ Yanma 4TNV98. Đấy, sử dụng toàn bộ là bộ kim phun. Con này thì được làm mát bằng chất lỏng các bạn nhé. Đấy, một cái động cơ thông dụng đang sử dụng hiện nay. Đấy các bạn thấy không? Với thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo được là cái sự nhanh nhẹn và cái sự khỏe khoắn của cái dòng Covéco. Đấy, có các cam lùi đây. Đấy, thì ở các dòng máy cao thì thường họ đã chú trọng thêm đến người lái, chú trọng thêm đến công việc để giúp cho thợ vận hành trong cabin có thể quan sát và làm việc được hơn. Đó, bên hông này các bạn này cũng sẽ có một cái camera ở bên này nữa. Đó, đây cũng có một camera bên này. Bên hông bên trái này là một cái khoang. Đấy, đây cánh cửa có những cái lớp mút, lớp xốp này. Đấy, đấy có những cái đường dây dẫn ra con camera. Đấy, bơm mỡ thì bơm mỡ bằng tay thì được để bên này. Ở phần bên này thì chỉ là một cái khoang chứa thông thường. Đấy, máy rất là xịn sò. Đây, con này sử dụng hai bình ắc quy, cũng có dùng bơm mỡ bằng sâu như của Việt Nam mình. Đấy, một số thông tin thêm cho các bạn về cái dòng SK75FR này. À, con này nặng khoảng tầm 9 tấn các bạn nhé. Đấy, con này nặng 9 tấn. Đấy, nặng 9 tấn. Với khả năng vận hành rất là tốt. Đấy, bây giờ thì cho các bạn cùng chiêm ngưỡng cái nội thất cũng như cabin của con máy này. Đấy, các bạn có thể thấy không? Bên trong cabin thì dòng Covéco thì thiết kế với một cái vẻ dáng vẻ rất là thanh lịch. Đấy, rất là thanh lịch. Nhìn cái phần cabin ngay từ bản thân mình đã yêu quý rồi. Đấy, đây chính là buồng lái của thợ vận hành. Đấy, từ ghế ngồi này, các thao tác tay trang, núm ga, núm điều khiển này. Đấy, rồi màn hình hiển thị này. Đấy, cái phần bên này có những cái logo chữ Covéco, có khóa an toàn. Đấy, thì máy nào cũng sẽ có cái khóa an toàn thôi. Đấy, bây giờ sẽ cho các bạn cùng chiêm ngưỡng sơ qua một vòng của nội thất của con này. Nói là quá đẹp đúng không ạ? Con này thì có khả năng tiêu thụ nhiên liệu ít. Đấy, và có thể là thay đổi chế độ làm việc thông qua màn hình đa màu 10 inch trong cabin. Đấy, đây cũng là cái chế độ lớn nhất cho con máy này. À, giúp cho con máy này thì nó giảm thiểu được cái lượng khí thải. Đấy, con này ngoài có cái màn hình xịn sò ra thì còn có một cái phần kết nối với Bluetooth cho điện thoại. Đây, đây chính là màn hình hiển thị của Covéco. Rất chi là xịn sò đúng không ạ? Con Covéco này thì được cải tiến hệ thống INRR, hệ thống làm mát giảm tiếng ồn và giảm bụi tích hợp. Một cái phương pháp giảm tiếng ồn giúp tăng, tức là giúp giảm thiểu tiếng ồn thấp đi. Đấy, con này thì có hiệu suất toàn diện của máy cao. Đấy, lực đào lớn, con này lực đào lên được tăng hơn. Con này thì có rất nhiều chế độ làm việc hay, cụ thể hơn là nó có 3 chế độ làm việc được sử dụng để cân bằng khối lượng công việc. Như chế độ H thì được sử dụng để làm công việc nặng, chế độ S thì làm việc bình thường và chế độ Eco để ưu tiên hơn trong cái hiệu quả khối lượng cho công việc. Đấy, ở bên này thì gồm có các cái nút như là điều hòa, led,
được trang bị giờ bây giờ là toàn bộ bằng núm vặn rất là xịn sò, như kiểu là có những con ô tô đời cao. Con này thì nội thất tương đương đẹp, tương đương như một con Mercedes đấy các bạn ạ. Đấy, có một quả nâng hạ bên rất là xịn sò nhé. Ngoài ra thì đây là bộ phận kết nối Bluetooth với điện thoại, giúp cho mình có thể rảnh tay nghe điện thoại được. Đấy, điều hòa thì con này cực kỳ mát. Con này thì nó được thay đổi cabin nhiều hơn và đã thay đổi hơn về cái phần hệ thống động cơ. Đấy, cái máy thì hiện tại đang nằm ở trong công ty tại tỉnh Chiba của Nhật Bản. Đây các bạn này, đó, các bạn có thể để ý không ạ? Các bạn nghe thấy tiếng động cơ nó có êm không ạ? Đó, động cơ rất là êm. Thì như mình có giới thiệu, con này thì nó có 3 chế độ làm việc. Một chế độ làm việc nặng, đó, một chế độ làm việc bình thường và một chế độ eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Thì khi mà mình ngồi làm việc trong cabin này với cái điều hòa mát rượi cộng với cái khả năng vận hành của con máy rất là cao, kết hợp với cái hệ thống camera 360 độ thì giúp là thợ vận hành có thể quan sát toàn bộ xung quanh thân máy, giúp cho mình có thể dễ dàng vận hành, dễ dàng thao tác và dễ dàng hơn trong việc quan sát xung quanh, đấy, nâng cao cái hiệu suất và cái hiệu quả của công việc lên. Chính vì nó sử dụng cái động cơ 4TNV98 và sử dụng hệ thống phim phun trực tiếp, nó đạt công suất khoảng 53,7 mã lực và tốc độ tối đa khoảng 2000 vòng trên lúc, giúp cho con máy này có khả năng vận hành cực êm ái và khỏe. Con này thì lực đào cánh tay nó rơi vào khoảng 35,2 kg newton. Đấy, lực đào rất là khỏe. Chỉ tiếc là ở con này thì không có một cái bơm mỡ tự động, ngoài ra thì hệ thống điều hòa của nó rất là mát. Đấy, cực kỳ mát mẻ và êm ái. Đấy, nội thất con này thì nó cũng tương đương với, như mình vừa nói là tương đương với một con Mercedes rồi. Rất là xịn sò và rất là chi là ngon. Đây các bạn ạ, hệ thống loa đài, hệ thống âm thanh để phục vụ cho mình. Đấy, rất thì cái dòng Corvette này thì nó cũng giống như cái dòng Doosan của Hàn. Nó thiết kế cabin rất là thanh lịch, rất là xịn sò và nhìn nó rất là bắt mắt. Ở trên đây thì nó có ghi thêm một số thông tin của đời máy, thấy không ạ? Thông tin của đời máy và các thông số chi tiết cộng với các cái cảnh báo được dán trên bên hông. Đấy, rất là xịn sò đúng không ạ? Nhìn con máy này thì mình rất là mê, rất là thích. Đó, con máy này thì đâu đó có giá khoảng 1,8 tỷ đồng so với tiền của Việt Nam các bạn nhé. Đấy, thì như vậy ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn biết thêm thông tin chi tiết về đập hộp con máy xúc Kobeco SK75SR phiên bản sản xuất tháng 2 năm 2020, được trang bị hệ thống động cơ kim phun điện tử, camera 360 cùng với nhiều tiện ích rất là mới, đâu đó có giá 1,8 tỷ đồng. Đây chính là một cái dòng máy rất là đẹp, rất là xứng đáng. Và thì video của mình ngày hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube để nhận được nhiều video mới. Xin thân mến chào và hẹn gặp lại mọi người các video lần tiếp theo.